Vâng. Tiếp tục chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Việt Nhật Bãi TB nhé. Tiếp theo video ngày 12 tháng 6 năm 2021 cũng như là một ngày thứ bảy cuối tuần thì chúc các bác cùng toàn thể gia đình nhà mình là một ngày cuối tuần thật là vui vẻ các bác nhé. Vâng, và trở lại kênh với kênh YouTube của Việt Nhật Bãi thì hôm nay là lên cho các bác là một lô bình thủy. Đấy, trong đó là gồm có 12 em. Đấy, trong đó là có 3 em là dung tích là 3 lít. Còn đâu là đều là 2 lít 2 các bác nhé. Hàng Nhật Bãi đã qua sử dụng. Chạy điện là từ 100 đến 110V. Đấy. Các bác đã xem kênh của Việt Nhật Bãi thì cho em xin một like cũng như một đăng ký kênh các bác nhé. Còn các bác mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại cộng Zalo là 0354 965 127. Bên em ship hàng toàn quốc. Thì nói chung là với tất cả những cái sản phẩm trong video hôm nay đấy thì các bác mua hàng ấy thì các bác không cần phải chuyển khoản. Đấy, các bác nào mà chuyển khoản thì cũng được, thì càng tốt. Còn không thì các bác cứ vui lòng nhận hàng rồi thanh toán với bên Viettel. Đấy, tất cả sản phẩm giá em ghi ở trên màn hình đấy là các bác chỉ thanh toán với số tiền như thế thôi. Đấy thì các bác lựa chọn cho thật kỹ. Đấy, sản phẩm thì nói chung là có cái đẹp có cái xấu. Đấy thì các bác cảm thấy nó ưng mắt thì các bác chốt nhé. Đấy, để tránh tình trạng là các bác đến nhận hàng các bác bảo sao trên màn hình nó đẹp thế mà về đây thì nó lại xấu thế thì các bác không lấy, đâm ra là nó mất rất nhiều công chuyển đi chuyển về này. Đấy, sau khi đó là còn liên quan đến kinh tế. Đấy, cái chuyện này thì cũng không ai mong muốn. Ok các bác nhé. Nói chung là trở về vấn đề chính thì em lên trực tiếp. Đấy, em lên chi tiết. Đấy, xin lỗi các bác nhé, lên chi tiết từng mã một để cho các bác tham khảo cũng như là lựa chọn nhé. Đấy. Các bác đang xem kênh thì đừng quên cho em xin một like nhé. Hay là một đăng ký kênh. Đấy. Để ủng hộ kênh của em ngày càng phát triển. Để đưa đến cho các bác hay tận vùng miền Tổ quốc những sản phẩm nó rất là bình dân, đẹp. Đấy. Giá cả thì là hợp lý. Ok các bác nhé. Còn sản phẩm này bảo hành cho các bác là 1 tháng nhé. Đấy, chẳng may nó có bị làm sao đấy thì các bác có quyền được đổi xả này. Đấy, hay là sửa chữa chẳng hạn. Đấy, còn các bác nào mà trong miền Nam ấy thì em có cơ sở ở trong miền Nam. Đấy, là khu Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Thì các bác đến đấy thì các bác bảo trì bảo dưỡng hay là đổi xả thì nó dễ hơn. Đấy, không phải mất công chuyển về Thái Bình nữa nhé. Còn địa chỉ như em nó ở Quỳnh Phụ, Thái Bình. Đấy, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Các bác nào có gần gần đây giờ dịch dùng nó cũng yên tâm rồi. Thì các bác có thể qua nhà chơi cơm rượu sau cái đó là xem sản phẩm các bác nhé. Nói chung là mã đầu tiên đấy là bác đợi tí lên cái bút. Mã đầu tiên là lên cho các bác một em Juicy Juicy. Em này dung tích là 2,2 lít này. Mã sản phẩm là CD gạch ngang GE. Em này có màn hình hiển thị đấy, 60 độ, 90 độ và 98 độ. Trong quy hình thức bên ngoài thì cũng gọi là tương đối các bác nhé. Nói chung là đây gần cho bác xem. Đấy. Đấy. Sản xuất năm 2010 này. Điện áp tiêu thụ điện của em này là 985 W các bác nhé. Đấy, 985 W. Đấy. Hình thức bên ngoài như này các bác nhé. Đấy, các bác nhìn thật thật, thật kỹ. Nói chung sản phẩm các bác không phải cọc hay phải chịu ship gì cả. À, đúng rồi, không có chịu ship hay phải chuyển khoản gì. Đấy, thì các bác cứ nhận hàng. Đấy, các bác nhìn đấy trên màn hình nhé. Nói chung nhiều cái thì nó cũng không được rõ nét lắm nhưng mà nói chung quy lại là nó cũng đạt được khoảng 90% các bác nhé. 90% chất lượng nhãn tốt nhất. Đây do đây các bác nhé. À, đấy. Giòn này. Đấy. Em này là chỗ này là cái chỗ thoát nước các bác nhé. Đấy. Đấy, chỗ này nó hơi bị đây các bác này, rách tí nhưng mà nó không không đáng kể bác nhé. Đấy. Giòn này. Đấy lòng đấy bác nhá, lòng em này thì có một mảng cái đá vôi nên rất nhờ mỏng như cái lớp vãng thôi.
Đấy, về các bác lấy chịu khó lấy cái búa rác các bác đánh nhẹ nhàng đi là được. Đấy. Chung thủy lòng em này cũng rất là đẹp bác nhé. Đấy, đây là lấy bông tay có cạy được ra bác nhé. Đấy, lên về các bác vệ sinh đi thì nó rất là đẹp. Bơm bổng các thứ vẫn ok các bác nhé. Bơm bổng ok, không có đầy gì cả, rất khỏe. Đấy, các bác nhận hàng thì các bác test lại cho em cái nhé. Đấy, test lại xem mà nó có bị làm sao không. Đấy, trong khi vận chuyển, đấy, một là vỡ, hai là bóp méo thì các bác có thể tháo ra, các bác lắn hồi em được. Vì cái này nó lắn cũng đơn giản thôi, nó không vấn đề gì cả, không liên quan đến điện đóm. Thì cái bình cái này vận chuyển thì nói chung là nó rất hay bị móc. Đấy, thật bác thế. Ok bác nhé, mã số 1 nhé. Mã số 1 của ngày 12. Để lên cho các bác em này với giá là 500k thôi nhé. Đấy, 500k bác nhé. Đấy. Vâng. Tiếp theo là một em Suzy Juicy. Em này 2,2 lít. Trông quê rất là đẹp. Từ hình thức đời 2016 này. 2016 điện áp tiêu thụ nó điện là 700W nhé. Không bị chảy sức hay cân móp gì mấy nhé. Rất là đẹp luôn. À, hình thức thì rất là đẹp. Lòng doang nhá, doang gần như mới thôi này. Đấy, ruộng rất là mới này. Đấy. Đấy, ruộng rất là mới bác nhé. Lòng này, lòng cực kỳ đẹp luôn bác nhé. Đấy. Lòng mới toanh luôn. Đấy. Lòng rất đẹp nhé. Tiến vào dỗ em kia. Bơm bổng rất là khỏe các bác nhé. Đấy, bơm bổng rất là khỏe các bác nhé. Đấy. Đời 2016. Ruộng dùng các thứ mấy lòng đấy cũng rất là đẹp. Mã số 2 bác nhé. Mã số 2 lên cho các bác em này với giá là 650k nhé. Mã số 2 bác nhé, 650k nhé. Đấy, em Juicy Juicy 2016. Mã số 2 là 650k các bác nhé. Vâng, và tiếp theo lên tiếp cho các bác một em Juicy nữa. Em này có chế độ pha sữa bác nhé. Đấy, 2,2 lít. Hình thức bên ngoài cũng rất là đẹp luôn. Sản xuất năm 2003 này. Đấy, điện áp tiêu thụ điện là 985W. 985W các bác nhé. Đấy. Hình thức bên ngoài rất đẹp này, không chảy xước hay cấn móp gì nhé. Đấy, em này doang cực kỳ đẹp luôn. Đấy nhá, em doang cực kỳ đẹp luôn rồi, gần như mới toanh, mới cứng cựa. Đấy, các bác lưu ý với các bác nhìn tinh của em các nhá, trông rất đẹp. Có những cái gì em bảo cái đấy, cái nào nó xấu bảo xấu, cái nào đẹp bảo đẹp. Đây lòng này, cũng rất là đẹp luôn, cực kỳ là ok. Đấy. Đây bác nhá, rất đẹp nhá. Đấy.
Đấy, bơm bổ cái thứ vẫn ngon lành hành đào bác nhé. Đấy. Cái này về thì các bác không cần vệ sinh, rất là sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Đó. Mã số 3 các bác nhé, mã số 3. Đấy, lên cho các bác em này với giá là 700k nhé. Đấy, các bác nhận hàng thì thanh toán 700k là xong thôi, còn không phải thanh toán tất cả một cái hình thức hay phí gì nữa nhé. Đấy, các bác lưu ý như thế nhé. Mã số 3 các bác nhé, 700k nhé. Vâng, tiếp theo lên tiếp cho các bác là một em la cỏ nhé. Đấy, em la Tiona, dung tích là 2,2 lít. Em này được cái nó cũng không được đẹp lắm, nhưng là được cái nó đời nó rất là sâu rồi. Em này sản xuất năm 99 bác nhé, 99 đến giờ. Đấy, điện áp tiêu thụ là 1000W, 2,2 lít, La Tivana, sản xuất năm 1999. Chỗ này hơi bị xước tí la lô này. Đấy. Trung đời rất sâu rồi, chắc nó cũng không được đẹp. Đây bác nha, doang nha. Đấy. Các bác này về các bác dùng gọi lấy đồ có thôi, còn nói chung là để mà trưng bày thì nó không được đẹp. Thật cho bác thế. Trong kia vẫn xài ok thôi, có cái là trông nó ngứa mắt thôi, không được đẹp lắm. Đây lòng này cũng rất là được quá nhá, không có lỗi gì cả. Đấy. Về các bác vệ sinh đi khoảng 50 15 phút nữa là nhìn nó cũng ổn ngay. Em này để cho bác cái giá gọi là ấy thôi, bình thường, không đắt lắm mà không rẻ lắm. Đấy, bơm vẫn ok bác nhé, không vấn đề gì cả. Đấy, hình thức thì nó có như vậy các bác nhé. Đấy, các bác lưu ý hộ em tí. Dung tích là 2,2 lít. Vâng, và tiếp theo là mã số 4 các bác nhé. Mã số 4 ạ. Đấy, lên cho bạn em này với giá là 450k nhé. Mã số 4 các bác nhé. Đấy, một em Nationa 450k. Vâng, tiếp theo liên tiếp cho các bác một em Tiger nhé. Em này cũng dung tích là 2,2 lít. Trời này đang mưa mới đều nhé. Đấy. Để làm lốt con này thì em phải lại chạy vào chỗ khác. Một em Tiger 2,2 lít, sản xuất năm 2016 bác nhé. 2016. Đấy. Điện áp tiêu thụ điện của em này là 700W nhé. 700W. Đấy, em này bị xước một tí la lôi này thôi. 2016, đời rất là cao. Đây bác nhá, ruộng rất đẹp nhá. Đấy. Ruộng nhìn rất là mượt đó nhá. Đấy. Đây lòng bác nhá. Đấy, lòng rất là đẹp luôn, không có vấn đề gì cả. Không có nhiều đá vôi. Đấy, cũng không bị ố màu. Trong tổng quan em này được khoảng tầm 80% các bác nhé, 80%. Hôm nay đất Thái Bình là mưa các bác nhé, mưa rất to. Mưa xong lại tạnh rồi lại mưa tiếp. Đấy, bơm bùng rất là khỏe các bác nhé. Cố ngồi phục vụ các bác thì đỡ phải mất công chạy. Đấy, bơm bùng ngon lành đánh đào bác nhé. Bố ơi. Ừ. Vâng, và tiếp theo là mã số 5 bác nhé. Mã số 5 lên cho bác em này với giá là 600k nhé. Mã số 5 bác nhé, 600k nhé. Vâng, tiếp tục
lên tiếp cho các bác là một em Juji Juicy các bác nhé. Em này dung tích là 2,2 lít, mã sản phẩm là CV gạch ngang DT, sản xuất năm 2007 nhé. 2007. Em này là điện áp tiêu thụ là 905W nhá. 905W các bạn. Dỗ em. Đây giòn các bác này, giòn này cực kỳ đẹp bác nhá. Đấy. Em giòn rồi. Đấy. Giòn đây bác nhá. Giòn con này cực kỳ là mượt luôn rồi. Nguyên cả cái phấn phấn trắng luôn bác nhá. Đấy. Đây cũng thấy bác này, nhìn sáng choang luôn. Còn đây lòng đấy bác nhá. Đấy, lòng gần như gần mới toanh luôn. Đấy. Gần như là mới toanh luôn, không có vấn đề gì cả. Không có vết xước hay vết gì bằng cái đầu kim. Đó, bơm rất khỏe bác nhé. Em này nó có hai chế độ bơm bác nhé. Đấy. Ok bác nhé, mã số tiếp theo là mã số 6 bác nhé. Đấy. Mã số 6 này lên cho bác em này với giá là 700k nhé. Ok bác nhé, 700k bác nhé. Mã số 6 bác nhé, mã 6 rất đẹp đấy. Bác tiếp theo lên tiếp cho các bác là một em Tiger. Em này vỏ nhựa bác nhé. Đấy, dung tích là 3 lít. Đấy, màu trắng. Rất là đẹp. Tem này là tem nguyên bản. Tem đi theo máy. Tem này sản xuất năm 2006 này. 2006 các bác nhé. Đấy, điện áp tiêu thụ điện là 905W. Đấy, không bị chảy xước gì bác nhé. Không chảy xước hay vỡ hổng gì cả. Đây giòng đây bác nhé, giòng con này còn cũng là rất là đẹp bác nhé, giòng rất là đẹp này, đấy, giòng cực kỳ là mượt bác nhé. Còn đây, đây lòng đây bác nhé, đấy còn lác đác có mỗi tí cái ấy thôi, đá vôi nó bám vào góc rồi thôi. Đấy, mấy con tay cạo là được bác này. Đấy, chung vệ sinh có một mình em thôi, nó không được kỹ lắm. Đây đã vôi bác nhé. Đấy. Bác chỉ cần về cũng chỉ cần lấy cái vật gì nó nhẹ nhẹ nhàng các bác hơi đẩy đấy bắt nó bật ra hết rồi. Đấy. Bao đẹp cho bác cái em này nhé. Bơm bốn rất là khỏe các bác nhé. Đấy, bơm rất ok bác này. Em này cũng rất đẹp bác nhé. Chỉ còn mỗi tí tí đá vôi lên nằm ở góc thôi. Về các bác vệ sinh qua một lần nữa là rất là đẹp luôn. Tiếp theo là mã số 7 bác nhé. Mã số 7 ạ. Đấy, lên cho các bác em này với giá là 750k nhé. Mã số 7 bác nhé. 750k nhé. Mà em dung tích là 3 lít. Đấy, rất là rẻ các bác nhé. Vâng, tiếp theo tiếp cho các bác là một em Tiger nữa.
Em này dung tích cũng là 3 lít này. Đấy, vỏ sắt. Sản xuất năm 2018. Điện áp tiêu thụ điện cũng là 905W này. Đấy. Đấy, do em này thì được khoảng tầm 75% nhé. Đấy. 75-80%. Nói chung kia vẫn dùng thoải mái các bác nhé. Đấy. Được cái là nó không bị rách. Đấy. Còn nói chung là cái như này, cái doang này nó không như cái doang nồi cơm. Nó phải chịu áp suất nhiều. Đây lòng này, lòng rất là đẹp bác nhé. Đấy, lòng lành luôn, sạch sẽ. Đấy, ok các bác nhé. Đấy, bơm bụng rất là ok các bác này. Đấy, hết nước các bác nhé. Vâng, tiếp theo là mã số 8 bác nhé. Mã số 8 này cho các bác em này với giá là 650k thôi. Mã số 8 bác nhé, 650k. Một em dung tích là 3 lít. Đấy. Vâng. Và tiếp theo lên tiếp cho các bác là một em Juicy Juicy. Em này có bình sữa hiện lên là nó có chế độ pha sữa các bác nhé. Đấy, dung tích là 2,2 lít. Sản xuất năm 2008. Điện áp tiêu thụ điện của em này là 985W các bác nhé. Đấy. Hình thức bên ngoài thì nói chung cũng rất là đẹp, không bị chảy xước hay là bị mót gì cả. Đấy. Đây bác nhá, gioăng nhá, gioăng rất là đẹp bác này. Đấy. Đấy, các bác nhìn tinh nhá, nói chung như này là cũng rất là ok rồi này. Doang nhé, doang rất là đẹp này. Đấy. Đấy, lòng này bác nhé, lòng bình này. Đấy, gần như là mới luôn, rất là đẹp luôn. Đấy. Bơm rất là khỏe bác nhé. Đấy, ok các bác nhé. Vâng, tiếp theo là mã số 9 bác nhé. Tiếp theo là mã số 9 ạ. Đấy, lên cho các bạn em này với giá là 650k nhé. Ok bác nhé, 650k nhé. Em dung tích là 2,2 lít. Đấy, nói chung là cái 3 lít với cái 2 lít 2 đấy, nói chung là nó chỉ các bác một cái là một ngày thì các bác đổ nước một lần chẳng hạn. Hai là cái kia thì các bác ngày rưỡi các bác đổ một lần. Đấy, còn công suất điện đó thì nó tùy theo. Đấy, to thì công suất nó lớn, hay là cái nào nó lớn thôi thì nó chỉ liên quan đến điện thôi. Còn chung quy là nước hay thì mình chỉ gọi là cái này thì mình mất công ngày cho đổ một lần đi. Sáng mình đổ một lần, sáng sau đổ lần tiếp đấy, là các bác dùng thoải mái nhá. Ví dụ là cứ cà phê cà pháo thôi, chứ còn để mà nhà có trẻ em thì nói chung là nó hơi tốn tí. Đấy, mã số 9 các bác nhé, là 650k. Vâng, tiếp theo là một em Juicy Juicy các bác nhé. Đấy, em này nó dung tích là 3 lít này. Đấy. Chung cái hình thức bên ngoài cũng tương đối là ok, cũng không vấn đề gì cả. Tổng quan em này cũng được khoảng tầm bên ngoài được khoảng 80%. Điện áp tiêu thụ điện là 700W. Đấy. Ừ,
Với em này gioăng thì cực kỳ đẹp luôn này. Gần như là mới bác này. Đấy. Gioăng gần như là mới bác nhé. Đấy. Gioăng rất mới luôn, mới cứng. Đây lòng bình đây. Lòng bình rất là đẹp bác nhé. Đấy. Lòng rất là đẹp. Đấy, nó chỉ bám một cái lớp như kiểu lớp muối này, như lang thang thế, lớp đá vôi như lớp muối ở đấy thôi. Nói chung là về các bác vệ sinh đi một khoảng tầm một tiếng đồng hồ vào em này nữa thì gần như là hàng mới luôn. Đấy, các nhìn cho bác xem lại cái gioăng này. Đấy. Nhìn nó gần như là mới luôn nhé. Đấy. Rất là đẹp bác nhé. Em này nó có hai chế độ bơm ấy. Một chế độ bơm yếu, một chế độ bơm mạnh. Rồi, ok các bác nhé. Chế độ bơm yếu là các bác rót chè vào cho cái chén nhỏ đấy nhá. Hiện cốc chè nhỏ nhỏ lên. Đấy thì sợ các bác sợ nó bắn lên nó tràn. Thì nó có hai chế độ như thế. Đấy, theo em hiểu nó lôm la là như vậy. Vâng, và tiếp theo là mã số 10 các bác nhé. Mã số 10 ạ. Em này rất là đẹp các bác nhé. Lên cho các bác em này với giá là 800k nhé. Đấy, 800k. Đấy, trong đó là em đã chịu hết ship rồi các bác nhé. Chịu hết ship rồi, các bác nhận hàng thì thanh toán là 800k thôi. Ok các bác nhé. Vâng, tiếp theo lên tiếp cho các bác là một em Duji Duji nữa nhé. À, em này dung tích là 2,2 lít này. Mã sản phẩm của em này là CD gạch ngang VKH, sản xuất năm 2013. À, em này bị mũi tí tí chỗ này thôi. Đấy. Một hơi sức tí la lô chỗ này thôi. Tí tí chỗ này thôi. Điện áp tiêu thụ điện là 700W. Đấy. Đấy, còn nói chung là gioăng cũng rất là đẹp luôn bác nhé. Gioăng cực kỳ luôn. Đấy. Đấy, gioăng rất đẹp nhá. Đây bác nhá, lòng nhá. Lòng này. Đấy, cực kỳ ok luôn này. Đấy, mới cứng, nguyên cái lớp như kiểu lớp nhựa luôn. Lớp bóng. Đấy, bơm bùng rất là khỏe các bác nhé. Đấy. Lòng rất dành luôn nhé, hơi đã bốc lên gùn gụt rồi đấy. Tiếp theo là mã số 11 các bác nhé. Mã số 11 ạ. Đấy, lên cho bác em này với giá là 650k nhé. Ok bác nhé, mã số 11 nhé. 650k nhé. Vâng. Và cái mã cuối cùng trong video ngày hôm nay thì lên cho các bác là một em Tiger. Đấy, một em Tiger dung tích là 2,2 lít. Hình thức rất là đẹp luôn, không vấn đề gì cả, không chảy sức hay cấn móp gì. Em này sản xuất năm 2006. Điện áp tiêu thụ điện 905W. Đấy. Chỗ này bị sức một tí la lô bác nhé. Đấy. Bác nhìn tinh nhá, sức một tí đi. Ở chung quy để nói là do vận chuyển về hay vận chuyển đi rồi vận chuyển lại. Đấy, đến tay các bác là nó phải không biết nó bao nhiêu lần vận chuyển. Chung như thế thì nó không tránh khỏi được. Còn đây các bác nhé, rất là đẹp luôn bác nhìn. Đấy. Đẹp từ cái gioăng đẹp đi. Đấy, gần như là còn mới. Đấy. Rất đẹp các bác nhé. Chống nhiệt cũng rất là dày. Đây các bác nhé, lòng nhé, lòng rất là luột luôn.
Đấy. Cái kia là cái bắn đó nhá. Đấy, dưới là cái bắn đây, chứ không phải là nó bị ấy đâu, bị xước hay là bị gì đâu nhá. Đảm bảo cái bác này em này là rất đẹp luôn. Đấy. Bơm rất khỏe bác nhé, nó hết nước đấy bạn nhé, nó phải đủ đầy ở trong đây, bắt đầu nó hết nước ra chỉ bơm được thế này thôi. Đấy. Đấy, rất khỏe bác nhé. Vâng. Và mã cuối cùng của em trong video hôm nay là mã số 12 các bác nhé. Đấy, mã số 12 lên cho các bác em này với giá là 750k nhé. Ok các bác nhé, mã số 12 750k nhé. Nói chung thật sự các bác, nói chung là cái nào nó xấu thì nó rẻ một tí, còn là cái đó nó đẹp thì nó đắt tí nhá. Nói chung là nó chênh lệch không đáng bao nhiêu cả. Nói chung là tiền nào thì của đó thôi. Đấy, còn các bác lựa chọn đấy, sao và cho nó vừa mắt các bác nhé. Đấy. Còn mọi thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như các bác mua hàng ấy thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại cộng Zalo là 0354 965 127 các bác nhé. Bên em ship hàng toàn quốc. Đấy. Video của em đến đây xin được kết thúc nhé. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo. Và chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi kênh của Việt Bãi trong suốt thời gian vừa qua nhé. Xin chào và hẹn lại các bác.